Bên em xin kính chào tất cả các quý khách hàng. Chào mừng quý khách hàng đã đến với kênh bán hàng của bên em. Thì hôm nay bên em mới về được một chiếc máy phát điện đến từ thương hiệu Honda Elicmac SH6500EX. Máy sử dụng động cơ Honda GX340 11 ngựa, củ phát thì củ vuông, củ Sawa nha quý khách hàng, chạy chổi than AVR. Đấy, máy được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật nha quý khách hàng, điện zin 220 luôn. Thì hiện tại dòng Elicmac này vẫn đang được nhập khẩu và phân phối bán mới tại thị trường Việt Nam, trong đó có rất nhiều đơn vị và nhập khẩu phân phối nha. Chính hãng thì có Thiên Hòa An, còn lại thì có rất nhiều các đơn vị bán lẻ nữa quý khách hàng. Quý khách hàng có thể check cái model Elicmac SH6500 đời EX này là đời cao nhất nha quý khách hàng. Đấy, đời siêu cao, đời cao nhất. Giá bán mới của nó chắc là không dưới 30 triệu tại thị trường Việt Nam đâu quý khách hàng ạ. Đấy, thì chiếc này thì gần như là hàng lướt, hàng đã qua sử dụng nhưng nó còn rất là mới luôn quý khách hàng ạ. Công suất của nó thì mắc của nó thì cho lên tận 5.8 kVA nha quý khách hàng. Rất là đẹp luôn. Thì sau đây em sẽ quay chi tiết gửi đến tất cả quý khách hàng. Đây là phần táp lô, hàng về nhà em để nguyên bản nha, quay cho quý khách hàng theo dõi. Đây mặt táp lô của máy đây ạ. Elicmac SH6500EX đời cao nhất nha. Sawa Fuji Made in Japan. Điện zin 220 luôn, tại vì hàng này được sản xuất tại thị trường Nhật và xuất đi tất cả các thị trường, trong đó có Việt Nam. Thì điện nó sẽ là zin 220, 240V luôn. Đấy, đây là công tắc tắt mở máy. Hai ổ cắm thông thường, hai chân nha quý khách hàng. Đấy. CB, đấy, DC 12V ở dưới, sạc ắc quy và một đèn báo nha quý khách hàng. Đây, máy để nguyên bản mà nó còn đẹp, đã đẹp như này quý khách hàng, lốc máy trắng tinh. Không khác gì máy mới ạ. Mã động cơ nếu mà 340 thì đều là GC05 tự đến từ Nhật nha quý khách hàng đấy. Củ phát này, củ vuông này. Dòng này thì siêu khỏe và siêu bền luôn nha quý khách hàng. Đấy, đối với những dòng mà đã nhập Nhật như này thì cực kỳ là ngon luôn nha quý khách hàng. Bình xăng này nó rơi khoảng 20-25 lít nha quý khách hàng. Bình xăng của Elicmac 6500 này và 7600 thì lắp vừa cho nhau nha quý khách hàng. Chỉ khác mỗi cái tem thôi, còn lắp vừa. Đấy. Đây. Bình xăng vừa nãy em tháo ra nhưng mà phải để em ra đây. Móc lên thì rõ được cái bình xăng ở đây. Đây là bình xăng bên trong này. Mới cứng luôn. Elicmac SH6500 nha. Rất chất lượng luôn. Hàng này mới thì cực kỳ cao luôn. Nhưng mà dòng này thì nó cao nhưng mà đi đôi với chất lượng của nó thì cực kỳ là tuyệt vời nha quý nghe. Đấy, cực kỳ tuyệt vời luôn đối với dòng Elicmac này. Model SH6500. Đây, Sawa Fuji. Công suất 5.0 kVA, max của nó là 5.8 kVA. Đấy, DC 12V 8.3A để sạc ắc quy nha. Đấy, chạy bằng xăng, nhiên liệu xăng. Đấy, từ cái khóa xăng của nó còn cực kỳ là chất luôn. Đấy, quý nhà hàng dây giật này. Quý nhà hàng có thể để ý là cánh quạt gió của bầu giật của nó vẫn còn trắng tinh luôn. Đấy. Đây, quý nhà hàng có thể thấy. Rất đẹp luôn. Quý khách hàng có thể tra thêm cái thông số kỹ thuật của chiếc Elicmac SH6500 bên em qua các website nha quý khách hàng, hoặc là quý khách hàng có thể tra trực tiếp trên Google đây. Đầu bò này trắng tinh luôn, lốc máy không thể chê đâu được quý khách hàng. Đấy. Đấy. Bồ nó trắng tinh như này. Đây, em chỉ cần nhìn thấy cái cổ bồ như này thôi là em đã xuống tiền em mua luôn rồi. Đấy. Rất đẹp luôn. Đấy. Elicmac SH6500 đối với đời EX nha quý khách hàng, đời cao thì sẽ sử dụng là củ này là củ vuông nha quý khách hàng. Đây nó có một cái tem ở bên trong này tương đương với môn đen máy nha. EX6000 6.65 EX này, SH65 EX nó tương đương với mẫu máy Elicmac SH6500 nha. Đấy, quý khách hàng nào đang quan tâm với một chiếc siêu phẩm công suất 5 kVA, mắc của nó 5.8 kVA liên hệ bên em nha, theo số hotline 0966 421 739. Zalo bên em chỉ có một chiếc siêu phẩm này thôi. Đấy. Quý khách hàng quan tâm liên hệ luôn bên em nha. Miền Bắc bên em nằm tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Miền Nam thì bên em nằm ở số 140 đường Cộng Hòa hoặc số 69 đường Tân Thới Nhất 01 quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Bên em chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng máy móc cũ đã qua sử dụng nha. Quý khách hàng có nhu cầu mua bán trao đổi cứ liên hệ trực tiếp bên em. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video tiếp theo bên em ạ.